sử dụng đai cố định đầu gối dành cho những người bị đau đầu gối này và chơi thể thao. Phi sai là cái dùng phổ thông, thông thường mình dạy phi sai thôi. Còn những người mà đầu gối lớn quá thì mình dùng cái sai lầm. Bây giờ chân trái và chân phải như nhau không ạ? Dạ vâng, cái này rồi dùng được cả chân trái và chân phải. Bên trên với dưới. Dạ. Miếng lớn thì giảm bên trên, miếng nhỏ giảm bên dưới. Đặc biệt là với những người chơi thể thao mà sử dụng chân nhiều, chân quá cực này hoặc là chạy. Ông bà lớn tuổi khó khăn trong cái vấn đề di chuyển do cái đầu gối có gối này. Rồi miếng dán lớn mình dán bên trên ha, miếng dán nhỏ bên dưới. Và còn hai cái dây này. Dạ, hai cái thanh này kéo nó chờ lực mình. Nếu mà cái đầu gối mình nó có khả năng mà nó chạy ra ngoài hoặc chạy tung trống thì mình cái chờ lực này mình kéo cho nó phù hợp. Thí dụ cái này nó có khả năng nó chạy ra ngoài đi thì cái thanh kéo này mình kéo mạnh để xíu mình lại. Hai cái kéo hai bên để mình điều chỉnh sao cho cái phù hợp với cái mình muốn trợ lực nha. Mình xíu là thấy nó càng nó chắc chắn quá. Cả nhà thấy nó khá là chắc chắn này. Rồi mình thử xem. Đó, cái đầu gối mình chỗ này khi mình coi như thế này nó cũng dễ dàng. Đai đầu gối được phù hợp cho những người chơi thể thao không? Cái một cái chơi quả thực á nó hay bị đau ở những cái bó cơ như thế này nè. Cái này nó rất là chắc, do mình hay mình muốn mạnh hay yếu là mình dùng cái lực siết nha của ba cái tay ba cái này. Cái này nếu mình sử dụng lâu dài nó có chịu không em? Dạ không, cái này mình sử dụng lâu dài nó được thoáng khí thoáng mát, mình đeo cả ngày nó không sợ bị hầm hơi nóng. Cái này là được làm được sợi carbon á, nó lưới là cái này ha, nó thơm thơm, nó rất là khoái. Cái này nếu mà mình vệ sinh giặt giũ thì sao? Dạ cái này khi mình dùng lâu ngày nó bị dơ thì mình giặt xà bông bằng tay và phơi cho mát là xong. Rồi cái giống thế ha, khi mình chơi thể thao rất là chắc chắn nè, nó bó cơ nè, rất là dễ chịu. Rồi hôm nay chia sẻ cả nhà mình đây có gói dành cho người chơi thể thao và ông bà lớn tuổi nghe. Bà con có gì thắc mắc thì gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn, Hoàng Sơn ở bên dưới để thêm thông tin chi tiết. Tạm biệt và hẹn gặp lại.